cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ ở tuổi U60. Ở tuổi U60, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ tiết lộ sức khỏe của cô giảm sút khá nhiều. Cô mắc bệnh tim bẩm sinh và gặp biến chứng sau tai nạn sân khấu. Nếu muốn điều trị dứt điểm, cô được bác sĩ khuyên thay khớp gối. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc nữ nghệ sĩ không thể trở lại hoạt động nghệ thuật. Với tình yêu nghề, Thoại Mỹ lựa chọn uống thuốc giảm đau để được tiếp tục phục vụ khán giả. Bác sĩ khuyên tôi nên thay sớm khớp chân, nhưng lựa chọn này khiến tôi có thể không thể diễn các tuồng cổ được nữa. Tôi chọn phương án uống thuốc, tập luyện để giảm nhẹ và cố gắng hạn chế tối đa các động tác di chuyển khó. Cứ cố gắng tới đâu hay tới đó, nếu đường cùng thì tôi phải chấp nhận. Từng có thời gian dài định cư ở Mỹ, Thoại Mỹ nay quyết định về Việt Nam sinh sống. Nữ nghệ sĩ cho rằng sự yêu mến từ khán giả là động lực, niềm hạnh phúc của cô. Sự nghiệp lẫy lừng, song Thoại Mỹ có đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Nữ nghệ sĩ tiết lộ từng nghĩ quẩn khi hôn nhân tan vỡ. Sau chia tay người chồng đầu, cô đính hôn thêm 2 lần, song lại không đi đến cái kết trọn vẹn. Hôn nhân lận đận, nghệ sĩ ưu tú tiếc nuối khi không có con. Cô từng thử sức với nhiều cách để tìm con, tuy vậy cô không nghĩ đến chuyện nhờ mang thai hộ.